Thuận Nguyễn gầy trơ xương, sơ sắc nằm bất tỉnh khiến khán giả xót xa và nể phục. Thuận Nguyễn là một trong những nam thần có vẻ ngoài điển trai, body chuẩn đét trong showbiz Việt. Nam diễn viên rất chăm chỉ tập luyện và khoe cơ bụng săn chắc lên mạng xã hội. Mỗi lần cập nhật ảnh đều khiến hội chị em xịt máu mũi. Thế nhưng, mới đây cộng đồng mạng bình luận không ngớt về bức ảnh được cho là nam diễn viên Thuận Nguyễn nằm gầy gò ốm yếu trên sàn nhà. Da của anh sạm đen lại, xương gò má nhô cao để lộ ra hốc mắt sâu. Tay chân cũng khẳng khiu không còn thấy cơ bắp cường tráng quen thuộc nữa. Có thể nói vì rùa cực phẩm vì bít của Thuận Nguyễn này đã tuột dốc không phanh, khiến dân tình hoang mang tột độ. Lập tức nhiều khán giả nhận định đây chắc chắn là tạo hình mới của anh trong một bộ phim hoặc một dự án nào đó sắp ra mắt. Tuy nhiên, hình ảnh anh ép cân đến quắt người như vậy khiến ai nhìn vào cũng có phần xót xa và nể phục. Xót vì thấy người nghệ sĩ hy sinh quá triệt để chỉ vì vai diễn, nể cũng vì sự xả thân từ bỏ thành quả tập luyện để chăm chút cho những vai diễn lột xác hình ảnh. Với màn biến hóa có phần hơi kinh dị này, nhiều khán giả cũng đặt kỳ vọng rất nhiều rằng dự án khi ra mắt sẽ nhận được sự chào đón và thành công xứng đáng với công sức của Thuận Nguyễn và ekip. Tuy nhiên, khán giả cũng không nên quá lo lắng vì nhiều người đã soi ra tình tiết cho thấy anh chàng thực tế chỉ mượn make up để hóa thân, chứ không gầy đến mức thảm thương như trong hình ảnh. Soi kỹ thì vẫn thấy rõ được cơ bụng 6 múi của nam diễn viên vẫn còn đó. Hình ảnh hiện tại chắc là do anh hóp bụng kết hợp với lúc chụp hình có thể chưa ăn uống gì nên mới giữ được vòng eo sắc sống như vậy. Ngoài ra các phần gò má và cơ bắp cũng lợi dụng ánh sáng yếu và make up để tạo khối khiến cho người xem có cảm giác gầy gò. Tuy vậy, vẫn phải khẳng định để vào vai này, Thuận Nguyễn cũng phải giảm ít nhất từ 5 đến 7 kg để đạt được trạng thái mình hạc xương mai như thế. Hy sinh vì vai diễn là một hành động đáng ngưỡng mộ ở các diễn viên để chăm chút cho nhân vật hoàn hảo nhất. Nhiều ngôi sao không những hy sinh cơ thể hay ngoại hình, thậm chí còn hy sinh cả mái tóc đã gắn bó với bản thân trong thời gian dài, cốt yếu để sản sinh ra linh hồn của nhân vật sao cho phù hợp nhất. Thuận Nguyễn sinh năm 1992, được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Anh từng giành được ngôi vị quán quân ngôi sao Ngày Mai năm 2011. Năm 2016, Thuận Nguyễn dự thi bước nhảy hoàn vũ nhưng phải dừng chân sớm. Năm 2017, Thuận Nguyễn đại diện Việt Nam tham gia Mr. Global, Nam Vương Toàn Cầu. Với gương mặt điển trai, chiều cao nổi trội 1m88 và thân hình săn chắc, Thuận Nguyễn được vinh danh Á Vương 4. Những năm gần đây, anh gắn bó với sân khấu kịch và góp mặt vào các dự án phim hài mạng, phim điện ảnh, game show. Nói đến giảm cân thần tốc để đóng phim, còn có một người đó chính là Cao Thái Hà, nữ diễn viên đã giảm 5kg chỉ trong vòng 10 ngày. Theo đó, nữ diễn viên tiếng sét trong mưa đặt ra mục tiêu phải giảm được 8kg trong thời gian 1 tháng. Nhưng chỉ trong vòng 10 ngày đầu của hành trình, người đẹp đã thành công siết được tận 5kg. Nữ diễn viên cũng trấn an người hâm mộ, vì đặc thù công việc nên cô mới phải siết cân. Đồng thời, người đẹp cũng cảnh báo mọi người đừng giảm cân đột ngột bởi sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Minh Hằng từng giảm cân để vòng 1 nhỏ bớt khi vào vai trong phim Vừa Đi Vừa Khóc. Vai phụng trong Gọi Giấc Mơ Về khiến Minh Hằng phải tăng cân cho phù hợp tạo hình nhân vật, thì đến vai Đông Dương trong Vừa Đi Vừa Khóc thì nữ diễn viên phải giảm thêm 10kg nữa. Thân hình khi đó của Minh Hằng đã tương đối đẹp, nhưng cô nàng vẫn muốn giảm cân, cốt để vòng 1 nhỏ bớt. Vì vai của Minh Hằng phải giả trai từ nhỏ nên để hóa trang thành đứng nam nhi thì phải ép ngực, quấn băng xung quanh.